tuổi già, xin đừng nhúng tay vào ba việc này. Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, cuộc đời luôn tồn tại những biến cố bất đắc dĩ mà không ai có thể lường trước được. Trong số đó, có những rủi ro do chính bản thân mỗi người tự chuốc lấy. Thế nên khi đã về già, chúng ta nên học cách đối xử tốt với chính mình, cho bản thân cơ hội hạnh phúc, đừng quá ôm đùm hay quá cầu toàn trong mọi việc. Đồng thời, để không tự hứng lấy những phiền phức khi về già, dù bạn là người sống vô ưu, vô lo đến đâu, thì nhất định phải khắc cốt ghi tâm ba loại việc không nhúng tay vào sau đây. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây, quý vị nhé! Thứ nhất, nuôi dạy cháu. Khi mới về làm dâu, tôi rất quý bố mẹ chồng. Có thể mọi người không tin khi mà chuyện mẹ chồng con dâu hợp nhau là chuyện lạ. Tôi thấy mình may mắn vì được mẹ chồng quan tâm, chăm sóc như con gái. Khi mới lấy chồng, tôi gầy lắm, chưa được 40 cân. Chính bà đã đi cắt thuốc, hàng ngày sắc thuốc cho tôi uống. Chúng tôi ở riêng, nhưng buổi trưa hai vợ chồng lại về nhà bố mẹ ăn cơm vì cơ quan cũng khá gần. Khi đi làm lại mang theo chai nước thuốc mà bà đưa cho. Khi tôi mang thai, cả nhà ai cũng rất vui, ai cũng quan tâm chăm sóc tôi. Gia đình tôi thì ở xa nên mẹ đẻ cũng ít có dịp được quan tâm chăm sóc tôi. Nhưng ngược lại, tôi được bà chăm sóc, vừa chăm cho con dâu cũng là chăm cho cháu nội của bà. Từ khi tôi có thai, bà thường xuyên sang nhà tôi ở. Bà bảo vợ chồng tôi ít tuổi, không có kinh nghiệm, bà sang để chỉ bảo. Thời gian đó, có lần bố chồng tôi đi công tác, thế là bà dọn sang nhà chúng tôi luôn để tiện chăm sóc. Phần tôi là phận con dâu, mà cũng rất quý trọng tình cảm bà dành cho mình. Với lại tôi biết chồng mình rất thương yêu mẹ, cái gì cũng nhất nhất theo mẹ, nên vì gia đình nên tôi chiều theo ý bà hết. Mặc dù trong cuộc sống có nhiều vấn đề xích mích, hai thế hệ khác nhau nên nhiều khi quan điểm sống cũng khác nhau. Ngay chuyện vào bếp, tôi và bà cũng có ý kiến khác nhau. Tôi thì rất sợ nấu đồ ăn cho rượu vào theo kiểu của bà. Món gì bà nấu, bà cũng cho ít rượu. Gà cũng cho, thịt bò cũng cho, bảo để đỡ tanh. Rồi đồ đạc trong nhà, từ khi bà sang, tôi rất khó tìm đồ của mình. Bà sắp xếp lại hết mọi thứ theo ý bà. Vợ chồng tôi cứ như người ở trọ, cần gì lại phải tìm loạn lên vì bà đã rời nó sang vị trí khác. Nhưng tất cả tôi đều vẫn chiều theo bà, cứ cho rằng bà là người đi trước nhiều kinh nghiệm. Nhưng từ khi tôi sinh cháu, thì có một số vấn đề đang làm cho mối quan hệ của tôi và bà xấu đi. Đầu tiên là việc hai bà thông gia xích mích với nhau. Khi mà tôi đang có bầu, mẹ đẻ tôi ở quê chỉ có thể thi thoảng ra thăm, mang theo con gà, chút đồ ra chơi. Vài ngày thì không có chuyện gì xảy ra, hai bà vẫn quý trọng nhau. Nhưng khi tôi ở cữ, bà ngoại ra để ở chăm cháu và con gái thì mọi chuyện bắt đầu lớn. Bà ngoại bế cháu, chăm con gái thì bà nội lại có biểu hiện ghen. Hai bà cứ va chạm nhau chỉ vì cách chăm sóc nấu nướng. Mỗi bà một quan điểm, vợ chồng tôi ở giữa cũng quay như trong chóng, bởi vì không biết nghe theo ai, bênh ai bây giờ. Rồi khi mẹ tôi về, bà nội gần như là người quyết định chính trong việc chăm sóc cháu. Hai mẹ con có quan điểm khác nhau. Tôi thì muốn nuôi dạy cháu theo những gì được học từ các khóa học làm cha làm mẹ, chăm sóc trẻ theo khoa học. Bà lại theo ý bà. Rồi ngày xưa mẹ nuôi thằng Hùng,
chồng tôi toàn thế, có sao đâu, vẫn lớn khôn, giỏi giang. Cháu mới 3 tháng tuổi, bà đã quấy bột cho cháu ăn, bảo là cho nó chắc dạ, trong khi khoa học nói nên ăn dặm lúc 5-6 tháng. Mùa đông, tôi dùng bỉm cho con thì bà bảo tôi lười, cứ đóng cái đó vào, sau thằng bé sẽ đi vòng kiềng mất thôi. Tôi xi cho nó quen. Mùa đông, bà cứ vạch thằng bé ra xi, không được thì nó sẽ tè ra giường, ra ghế. Trong nhà lúc nào cũng có mùi hôi khai nước đái trẻ. Trẻ con cần cho nó ra ngoài thì theo quan điểm của bà, nó bé để nó ở nhà, cứ lôi nó ra ngoài ốm đau thì ai chăm. Trong khi đó, hội bạn tôi có con nhỏ, đi chơi với cả vợ cả chồng, bế con theo có sao đâu. Phải cho bé ra tiếp xúc bên ngoài chứ. Nhưng tôi mà nói thì bà bảo tôi ham chơi, thích đi thì đi một mình, để cháu lại bà chăm. Có rất nhiều điều va chạm giữa hai mẹ con tôi. Chồng tôi thì ở giữa cũng chỉ ậm ừ rồi trốn vào phòng. Vì theo anh không thể giải quyết được chuyện của hai người phụ nữ, biết bênh ai bây giờ. Tôi chỉ cần trái ý bà thì bà giận. Rồi khi tôi đi làm lại, ngồi kể với cô giúp việc là con cháu không quý trọng bà. Cả đời bà lo cho con cho cháu, rồi giờ bạc hết cả đầu. Nhiều kinh nghiệm nhưng nói tôi không chịu nghe. Rồi bà kể cho chị chồng, kể cho họ hàng. Càng ngày tôi càng khó bảo, ngang bướng, không còn nghe lời bà nữa. Bây giờ tôi không biết phải dung hòa những bất đồng đó với bà như thế nào nữa. Nhưng trong tâm tôi thì vẫn luôn tôn trọng, yêu kính bà. Nhưng chỉ vì không phải mẹ con đẻ nên rất khó. Nếu tôi nói với mẹ mình như vậy hay thể hiện quan điểm riêng của mình thì sẽ không sao. Nhưng là mẹ chồng thì bà lại không hiểu, cho là tôi cãi ngang. Khi là mẹ trẻ con, tôi cũng muốn khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình riêng của mình. Cũng muốn được chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình theo ý mình. Nhưng rất khó để bà thông cảm và hiểu cho tôi. Quý vị ạ, thực tế, việc cha mẹ đỡ đần con cái để giúp chúng giảm bớt những lo toan là điều dễ hiểu. Hành động đó cũng xuất phát từ tình yêu thương, thấy có trách nhiệm phải lo cho cháu. Hơn nữa, ông bà thường tự cho mình là đã có kinh nghiệm nuôi dạy con, nên chắc chắn làm tốt hơn con cái trong việc chăm trẻ. Nhưng đôi khi, việc ông bà can thiệp quá sâu vào việc chăm sóc, dạy dỗ cháu lại gây ra những xung đột khó giải quyết, hoặc khiến con cái ỷ lại, phó mặc hoàn toàn cho ông bà. Có ai đó đã nói, sự bao bọc luôn chịu thái quá, cho ra đời những đứa con vô ơn. Vì thế, chăm cháu không phải là nghĩa vụ hiển nhiên của ông bà. Trong khi bố mẹ chúng ngủ dậy muộn hoặc là mải chơi, không có thời gian chăm sóc con. Có người sẽ nói, giờ mình không bế cháu, lúc mình già, con cháu sẽ bỏ mặc mình thì sao? Không bế cháu không có nghĩa là không quan tâm, không giúp đỡ con cháu, mà giúp đỡ bằng cách khác, với mức độ nhất định, từng theo điều kiện, hoàn cảnh gia đình mà chúng ta có thể giúp đỡ, hỗ trợ con cháu theo cách khác nhau. Nhưng hỗ trợ chứ đừng can thiệp vào việc nuôi dạy cháu. Điều quan trọng nhất là cha mẹ già cần hiểu rằng việc chăm sóc và nuôi dạy cháu không phải và không nên là trách nhiệm của ông bà. Ông bà chỉ nên hỗ trợ phần nào thôi và không nên can thiệp hoặc quá ôm đồm vào việc. Như thế sẽ tạo cho con cơ hội trưởng thành mà bản thân lại có thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Khi con cái nhờ thì sẵn sàng làm và hướng dẫn, góp ý, truyền đạt kinh nghiệm. Còn lại hãy để chúng là người quyết định. Thứ hai, đời tư của con. Dù mới kết hôn được vài tháng, nhưng chị Hồng luôn cảm thấy vô cùng bức bối, ngột ngạt khi bố mẹ chồng can thiệp quá sâu vào cuộc hôn nhân của chị. Ban đầu, ông bà yêu cầu con cái phải gọi điện về hỏi han thường xuyên. Trong khi công việc nhiều khi bận rộn,
hơn nữa quanh quẩn vẫn chỉ mấy câu hỏi thăm sức khỏe, ăn uống. Dù vậy, hàng tuần vợ chồng chị vẫn đều đặn gọi về. Nếu chưa gọi, ông bà gọi xuống rồi trách cứ là không quan tâm đến bố mẹ. Bố chồng chị rất hay áp đặt cho người khác, nên mỗi lần gọi điện như là tra khảo vậy. Con đang ở đâu, làm gì, nấu ăn ở nhà hay là ra ngoài? Chồng chị Hồng đã quen lối sống ấy, nên lần nào cũng trả lời hết sức nhẹ nhàng. Còn chị thì chị cảm thấy thực sự không thoải mái. Chồng chị Hồng hay đi công tác xa, thỉnh thoảng mới lại về nhà. Vợ chồng lại mới cưới vài tháng nên vẫn chưa có con. Dù vậy, ông bà vẫn mấy lần nhắc nhở sớm đi khám chữa. Biết bố mẹ sốt ruột có cháu, chồng thì đã chủ động gọi điện thông báo để ông bà không hỏi nhiều, nhưng mẹ chồng có phải không hài lòng. Sau đó là chuỗi ngày ông bà giáo huấn con dâu. Việc hương khói ở nhà riêng chị Hồng luôn làm đều đặn, đầy đủ, lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Nhưng cứ hễ gặp hay gọi điện là ông lại hỏi có thắp hương mùng 1 và rằm không, dặn chị phải nhớ mà làm. Ban đầu chị Hồng thấy lời nhẹ nhàng, nhưng sau rất nhiều lần bố hỏi như vậy, chị cảm thấy khó chịu và dứt khoát nói với ông rằng: "Bố không phải nhắc con việc đó nữa, con luôn nhớ và cũng đầy đủ mà." Tưởng ông đã hiểu rồi, nhưng tối đó khi chồng gọi điện về, ông lại dặn anh phải nhắc vợ, khiến chị Hồng cảm thấy không tin tưởng. Cuối tuần vừa rồi, chị Hồng đi du lịch với mấy người bạn thân. Biết chuyện, ngày hôm sau, ông bà gọi điện cho chị giáo huấn về việc phải chăm chồng, phải trợ búa nấu nướng cho chồng ăn. Cuối tuần phải tranh thủ ở nhà mà dọn dẹp nhà cửa. Chị Hồng cho rằng mình chưa bao giờ bỏ những công việc đó. Nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ. Hơn nữa, đó là trách nhiệm của cả hai vợ chồng. Nhưng ông bà mặc nhiên cho rằng mình chỉ phải lo toan. Đi làm cả tuần, có bữa cuối tuần tranh thủ đi chơi với bạn mà bị nói như vậy khiến cho chị thực sự mệt mỏi và chán nản. Rồi ông bà lại tiếp tục điệp khúc hỏi han, nhắc nhở, trách móc, bảo chồng phải nhắc vợ thế này thế kia. Điều đó khiến cho chị Hồng cảm thấy cuộc sống riêng của hai vợ chồng bị kìm kẹp, kiểm soát quá mức. Quý vị ạ, trong con mắt của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ, con cái lúc nào cũng chỉ là những đứa trẻ còn non dại, cần phải theo sát, bao bọc, chỉ bảo dạy dỗ. Điều đó vô tình khiến cha mẹ can thiệp quá sâu, quá thô bạo vào đời sống riêng tư của con cái. Nghĩ hộ, quyết định hộ, làm hộ con cái dù chúng đã có gia đình riêng. Hậu quả là cha mẹ đã làm hạn chế tính độc lập, tự chủ của con cái, thậm chí khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Con cái có thể ngày càng lệ thuộc sâu sắc vào cha mẹ hoặc cảm thấy bí bách, khó chịu, có tâm lý muốn thoát ra ngoài và ngày càng xa cách cha mẹ. Những bậc làm cha làm mẹ khi can thiệp vào cuộc sống riêng của con đều nói rằng họ làm thế xuất phát từ tình yêu thương, lo lắng cho con chứ chẳng có ý gì. Và đôi khi họ nghĩ đó là sự quan tâm chứ không phải là can thiệp. Suy cho cùng, chúng ta đã dày công dạy dỗ giáo dục, cho con làm công việc con yêu thích, sống ở nơi con muốn, kết hôn với người con yêu, thì cũng để cho con tự chăm lo, vun vén cuộc sống của nó. Thỉnh thoảng, ta bố trí thời gian đến thăm con cháu dăm ba ngày. Khi chúng ta cần giúp đỡ điều gì, hãy sẵn lòng, thế là ổn. Chứ đừng can thiệp vào đời tư của con, rồi vô tình đẩy chúng càng ngày càng xa cách ta hơn. Con cái có cuộc đời riêng của họ, cha mẹ cũng có cuộc đời riêng của mình. Đừng vì con mà sống quên mình, cũng đừng bao bọc con quá đà. Khi con đã đủ trưởng thành, chín chắn thì phải buông tay để con được tự quyết định. Mọi việc gia đình của con, chúng ta có thể góp ý trên khía cạnh để chúng tham khảo,
còn thành bại hay không là do con tự quyết. Không vì chúng không nghe lời mà đổ tội cho chúng. Chúng ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, và con cái cũng phải lo chọn lọc các giải pháp cho cuộc sống của chúng sau khi đã nhận được lời khuyên hoặc tư vấn từ cha mẹ. Thứ ba, mâu thuẫn của anh em họ hàng. Hai anh em con nhà bác ruột mâu thuẫn trong việc chia đất đai và chăm sóc mẹ già, nên ông Giang là anh họ đứng ra hòa giải. Giờ lại thành ra bị cả hai người từ mặt. Chứng kiến hai anh em ruột mâu thuẫn không nhìn mặt nhau, ông Giang tìm gặp từng người để phân tích phải trái đúng sai, với hy vọng cả hai sẽ nghe ra. Thế nhưng hai anh em họ của ông Giang lại nghi ngờ ông đứng về phía người kia, cuối cùng quay ra giận lây sang ông. Đứng ở giữa, ông không biết phải xử lý thế nào. Ông không nghĩ có ngày mình lại làm ơn mắc oán như vậy. Việc anh em họ hàng xảy ra mâu thuẫn với nhau là vấn đề vô cùng nhạy cảm, bởi nó liên quan đến những mối quan hệ giữa người thân trong một đại gia đình. Khi bạn chưa biết tường tận mọi việc, chuyện phán xét đúng sai là điều không thể. Tốt nhất là không can thiệp vào những xích mích của họ hàng để tránh tự mang phiền phức không đáng có cho bản thân. Quý vị ạ, để có một tuổi già an nhiên, thành thơi và hạnh phúc, nhất định bạn phải học cách buông bỏ, không ôm đồm những việc trên đây. Và chính bản thân của chúng ta không chỉ phấn đấu chăm lo tốt cho cuộc sống hiện tại, mà còn chuẩn bị cho mình một tuổi già ung dung tự tại. Thích ăn gì thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích chơi thì chơi. Ai cũng có một thanh xuân để nỗ lực phấn đấu, và ai cũng xứng đáng được nghỉ ngơi thực sự khi sang bên kia con dốc của cuộc đời. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Mạ chồng tôi. Với tôi, mạ không có công ơn mang nặng đẻ đau, nhưng mạ đã thực sự cho tôi sự sống sau khi lần lượt sinh 4 người con gái đầu lòng. Lần thứ 5, 9 tháng cưu mang và vượt cạn mồ hôi một mình, mạ đã sinh ra anh, người sau này sẽ là một nửa của đời tôi. Ban đầu chưa quen, những lúc nhìn thấy mạ thấp thoáng từ xa, tôi rất e ngại trước dáng dấp cao gầy xương xẩu của mạ. Có thể thuở xưa mạ cũng đã có một thời tròn chỉnh, thậm chí mũm mĩm, nhưng không hiểu sao sự gầy ốm của mạ thời đó đã gây cho tôi ấn tượng đáng ngại về hình ảnh một người mẹ chồng chua cay nghiệt ngã. Hồi ấy, tình cảm giữa chúng tôi đã bắt đầu thắm thiết và cả hai đều có ý định lâu dài với nhau. Và thú thật, tôi hơi chùn lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ chồng nàng dâu đang có vẻ không lấy gì làm sáng sủa. Rồi dần dà, với những dịp tiếp xúc với mạ ngày càng nhiều, tôi bắt đầu cảm thấy an tâm hơn, thậm chí thích cái cười khỏa khuây đầy bao dung của mạ. May mắn thay cho tôi, mạ là người nhân ái, hiền từ, hết lòng thương yêu con cháu và tràn đầy đức hy sinh. Cho đến cuối đời, tôi vẫn không sao quên được ngày anh quyết định giới thiệu tôi với mạ. Do những năm tháng khốn khó, gạo châu củi quế ấy, mạ không có ở nhà mà xuống tạm trú ở chỗ mạ đang mở quán giải khát để có đồng ra đồng vào cho gia đình. Hôm ấy anh hẹn tôi đến nhà anh và cũng hẹn mạ ở nơi ấy gặp tôi. Tôi cảm thấy khá căng thẳng khi ngồi bên anh đợi mạ đến. Vẫn như mọi khi, chuẩn bị đón tôi, anh ra hái ở vườn một cành hoa dại cắm đơn sơ trên bàn. Dường như anh cũng hồi hộp không kém tôi, tay chân cứ luống cuống đến buồn cười. Khi mạ đến, anh báo hiệu cho tôi ra ngoài. Một lúc anh trở vào, tay cầm một quả thanh trà đã gọt vỏ và cắt sẵn thành 4 phần, nói của mạ mang đến. Anh nói, cứ ăn đi, chút nữa bà cụ sẽ ra. Tôi cầm miếng thanh trà trong tay, không tài nào ăn được.
Một lúc sau, mạ từ nhà ra sau và bước vào phòng, ngồi xuống ghế và cười, bảo tôi ăn đi chứ. Và mạ nói những chuyện đâu đâu, toàn chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không ăn nhập gì đến nội dung cuộc ra mắt mà tôi sẵn sàng đáp ứng. Mạ nói năng vui vẻ, cởi mở, nhưng vẫn là những chuyện không đâu. Cuối cùng mạ nói, thôi hai đứa ngồi chơi hết. Và mạ đi. Với tôi, hồi ấy anh vẫn hay nhắc về mạ mình bằng cách gọi là bà cụ như thế. Mãi cho đến khi ăn hỏi xong, vào một dịp cúng kỵ, anh nhắn tôi đến nhà. Mạ bảo tôi lại bàn thờ và bắt đầu xưng mạ với tôi, trong khi tôi vẫn e dè đợi đến ngày cưới mới gọi mạ là mạ, thì anh bắt đầu dùng từ mạ khi đề cập với tôi về mạ. Buổi đầu tiếp kiến, thế là diễn ra giản dị hơn tôi hình dung rất nhiều, thậm chí phần nào đã khiến tôi ngỡ ngàng. Mạ đi rồi, anh kể cho tôi nghe về mạ. Cuộc đời của mạ từ thuở nhỏ đến lúc lấy chồng sinh con và thờ chồng nuôi con khi chú anh mất. Con cái các gia đình hoàng tộc vẫn gọi bố mình là chú. Trong lúc tuổi đời của mạ vẫn còn rất trẻ, anh mới lên 13 và sau anh vẫn còn hai em nhỏ, một gái, một trai. Kể về mạ, anh xòe bàn tay ra đủ 5 ngón trước mặt tôi. Tôi hỏi, tuổi của mạ anh hả? Anh cười lắc đầu. Không. Ngập ngừng một lúc, anh tiếp. Bà cụ là vợ thứ 5 của ông. Và tôi được kể về đời làm vợ của mạ. 15 tuổi mạ lấy chồng. Khi chú của anh, một nhà thầu khoán giàu có đã 4 vợ, tình cờ trông thấy mạ mang cơm đến cho bố đang là thợ nề trong tốp thợ của ông, đã tỏ ý ưng cô gái. Thì do gia cảnh rất nghèo và bà ngoại lại mất sớm, mạ đã đồng ý nghe theo lời ông ngoại để lưới người thầu khoán ấy, hầu có thể lo tương lai cho 3 em nhỏ của mình. Ở cái tuổi vẫn còn nửa trẻ, con nửa người lớn ấy, cô gái quê xinh xẻo mới lớn bắt đầu tập tành làm vợ và làm dâu, và thấm thía nỗi niềm gian truân cay nghiệt của người phụ nữ nghèo gửi phận nhà chồng. Về sau, trong những dịp tâm sự với tôi, mạ kể là chỉ dì Tư, vợ Tư của chú, mới thương mạ và chịu khó vẽ vời cho mạ trong bước đầu làm dâu. Về những công việc bếp núc, nội trợ, có lẽ điều bù đắp lớn nhất cho mạ là tình thương yêu của chú dành cho mạ là nhiều hơn cả. Cũng dễ hiểu thôi, mạ là cô vợ út trẻ nhất, lại xinh đẹp, ngoan hiền. Tuy gốc gác quê mùa nhưng khuôn mặt, dáng dấp, phong thái, cốt cách lại vô cùng quý phái. Cho đến cuối đời, dù tuổi già tàn úa và mái tóc thì đã bạc phơ, mạ vẫn giữ được nét đẹp cao sang, quyền quý đó. Tôi về làm dâu mạ khi lòng đã an tâm hơn và cảm thấy bắt đầu quyến luyến người phụ nữ mà anh yêu thương nhất đời đó. Điều kiện duy nhất anh đặt ra với tôi khi cùng bàn định chuyện cưới xin và sống chung là bằng mọi cách tôi không được để bất cứ chuyện gì không hay xảy ra giữa mạ và tôi. Tôi đồng ý. Điểm lại suốt đời tôi làm dâu mạ, tôi đã thực hiện được điều anh yêu cầu. Nhưng không chỉ vì anh đã yêu cầu, mà thực sự chính tôi cũng thật lòng yêu thương mạ, và mạ cũng yêu thương tôi. Tôi nghĩ đến mạ, chăm sóc mạ, và ngược lại, mạ cũng quan tâm đến tôi và chăm chút cho tôi. Ngoài anh và hai đứa con của tôi là cái chung dễ nhận thấy giữa mạ và tôi, vừa là máu mủ của mạ, vừa là phần đời rất lớn của tôi. Dường như vẫn còn có một cái gì đó trong vô thức sâu thẳm khiến mạ với tôi đặc biệt thương mến và quyến luyến lẫn nhau. Tôi biết cho đến ngày nay, người phụ nữ yêu thương nhất trên đời không phải là tôi, mà vẫn luôn là mạ. Nhưng tôi thật tình cảm động và quý trọng tình cảm thiêng liêng đó mà riêng tôi chỉ có thể cảm nhận
và chia sẻ một phần ít ỏi. Ít nhưng đủ để trở thành hiếm hoi trên đời giữa hai người phụ nữ đang là mẹ chồng và nàng dâu. Lần duy nhất tôi khiến mạ phiền lòng là thời đứa con thứ nhất của tôi đang đi nhà trẻ và đứa thứ hai thì vẫn còn bú mớm. Buổi sáng tôi phải cho đứa lớn vệ sinh, ăn sáng, thay đồ và sẵn sàng để anh chở đi học. Sáng hôm đó tôi loay hoay mãi không tìm ra áo quần để thay cho con. Mạ nói áo quần thì phải lo từ tối qua, sáng mới tìm thì làm chi kịp. Tôi trả lời không phải là con không biết, nhưng tối qua con thức khuya làm việc, mệt quá không thể giáng thêm được nữa nên mới không soạn sẵn áo quần. Giọng tôi vẫn từ tốn và mạ không nói gì. Nhưng đến trưa anh gọi tôi. Hình như mạ giận em tìm cách xin lỗi mạ đi. Tôi giải thích với anh về những gì đã xảy ra, nhưng vẫn đến xin lỗi mạ. Mạ vui ngay, và sau đó không bao giờ mạ còn nhắc lại câu chuyện đó nữa. Nhưng suốt đời tôi không quên vết tỉ nhỏ đã gợn đục trong một phần trong tình cảm giữa mạ và tôi. Tôi vẫn thường nói đùa với mạ rằng hầu như tôi chưa bao giờ phải làm dâu mạ, chỉ có mạ là hết đợt này đến đợt khác làm dâu tôi. Bởi cứ mỗi dịp tôi vắng nhà đi công tác xa, hoặc đi thực tập hay đi học tập ở nước ngoài, mạ vẫn thường thu xếp đến ở với anh và các con tôi để chăm chút miếng ăn giấc ngủ cho con trai và cháu nội của mạ. Thậm chí nhiều lúc tôi vẫn ở nhà mà mạ cũng đến ở lại và cứ tranh việc để làm. Từ quét tước sân vườn, lấy mạng nhện trên tường, cơm nước, rửa dọn, đến chợ búa đút cơm cho cháu nội. Lần cuối đi học một năm ở nước ngoài, về đến nhà nhìn thấy những mạng nhện răng ngang dọc trên tường, tôi hiểu mạ chồng tôi đã thực sự già yếu. Mạ nấu ăn khéo và ngon, và tôi học được của mạ biết bao nhiêu là kinh nghiệm quý. Thuở còn con gái, tôi thường được mạ tôi bày cho cách chuẩn bị và nấu một số món ăn. Không cao lương mỹ vị gì, nhưng cũng có thể xoay sở để thay đổi thực đơn hàng ngày. Nhớ ngày xưa, ba tôi vẫn thường dọa chị em chúng tôi. Đàn ông có 100 người thì cả 100 người đều thích ăn ngon. Mình mà không biết nấu ăn thì chồng mình sớm muộn cũng theo người khác, biết nấu ăn ngon hơn. Tôi lấy chồng với vốn liếng có chừng mực đó về việc bếp núc. Mạ chồng tôi đã chuyển thêm vốn cho tôi. Và điều đáng nói không phải là mạ đã dạy cho tôi cái gì, mà là cái cách mạ truyền dạy cho tôi. Khi ăn cái gì tôi nấu mà thấy ngon, mạ khen rối rít. Ngược lại, ăn mà cảm thấy không vừa miệng, mạ hay giả lơ, đợi khi thuận tiện thì thủ thỉ bày cho tôi thủ thuật để món ăn được ngon hơn. Không như tinh thần câu tục ngữ xưa, trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng. Một khi đã là mẹ chồng thì có quyền đổ lên đầu con dâu những gì mình phải hứng chịu xưa kia. Với mạ chồng tôi, dẫu một thời đắng cay cảnh mẹ chồng chỉ trích, trong ứng xử với tôi, mạ hết sức tránh cho tôi mọi mặc cảm là con dâu trước mẹ chồng. Và tôi vô cùng biết ơn mạ về lòng cảm thông và sự tinh tế vô chừng đó. Mạ vẫn thường suýt xoa kể về những thứ tôi chuẩn bị, tuy giản đơn nhưng lại hợp với mạ. Son cá nục hay cá bống thể, kho khô, đậm đà thấm tháp, hũ dưa giá, mụ làm răng mà để mấy ăn cũng thấy ngon. Tôi hiểu không phải là tôi thực sự khéo, mà chẳng qua đó là cách thể hiện tình thương yêu của mạ. Ngày tôi lên bàn mổ lần thứ hai để sinh con, đứa đầu là con gái, cũng đã mổ khi sinh. Tôi nói tôi chỉ e rằng đứa con thứ hai của tôi cũng chỉ là con gái, vì không có mang đến cho mạ đứa cháu đích tôn mà mạ mong chờ. Mạ khua tay, thôi thôi mụ ơi, tôi chỉ mong mẹ tròn con vuông,
chớ con gái thì con gái, đẻ con gái nữa thì chân chắc chân nhì, có chị có em. Tôi vào phòng mổ ứa nước mắt. May thay, tôi sinh cho mạ được một đứa cháu đích tôn, mà càng về sau mạ càng yêu và cưng như trứng. Từ hồi thằng bé còn nhỏ, mạ vẫn thường lén lút cho quà. Trong khi tôi xót khi thấy mạ vẫn thiếu thốn, lại còn nhiều mối lo toan nên thường ngăn cản. Một hôm, con trai tôi lúc đó khoảng 6 hay 8 tuổi gì đó, với vẻ mặt trang nghiêm dặn tôi: khi mô mẹ có cháu đích tôn thì mẹ không được lén con mà cho quà hắn và cho tiền hắn, nghe chưa? Con la hắn là mẹ không được bênh hắn, nghe chưa? Tôi phì cười, hiểu ra những bí mật đã và đang xảy ra giữa hai bà cháu. Mạ chồng tôi không phải người có học, một chữ bè đôi mạ cũng không biết. Nhưng những lời mạ nói ra thường hay trích dẫn những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ mà quả thật tôi chẳng hiểu mạ học ở đâu ra, và chính tôi cũng chưa biết. Cúng kiếng thì mạ dặn: rộng làm kép, hẹp làm đơn. Là con gái thì mồm miệng phải bò ho bay không lọt. Và nhớ, miếng trầu làm dấu nhà người. Muốn làm ăn nên nỗi thì cần phải có đào, có kép. Nhắc đến những vất vả nhọc nhằn của mạ tôi khi nuôi nấng chăm chút con gái tôi, tức cháu nội đầu lòng của mạ, thì cháu bà nội mà tội bà ngoại. Mạ ơi, bài báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của con về văn hóa ứng xử qua câu tục ngữ ca dao vẫn chưa hoàn thành. Lẽ ra con đã phải làm xong trước khi mạ ra đi, để kịp đề tặng mạ khi mạ vẫn còn ở dương thế. Bởi dù mạ không hề hay biết, mạ chính là ngọn nguồn sâu xa đã khơi mớm cho con về cái thâm quý trong kho tàng thơ văn truyền khẩu của người xưa đó. Trong khi bản thân mạ thì chẳng biết chi, cũng chẳng biết tờ. Và càng nghiền ngẫm những câu tục ngữ ca dao xưa, con càng thấu hiểu cái may mắn của đời con. Bởi những nghiệt ngã xưa mạ từng gánh chịu, thì nay mạ đã cố hết sức tránh cho con. Với mạ, không bao giờ là thật thà cũng thể lái châu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Chăn tằm rồi mới ươm tơ, làm dâu rồi mới được như mẹ chồng. Mẹ chồng không ai nói tốt nàng dâu, nàng dâu đâu có nói tốt mẹ chồng. Mạ vẫn mong được sống thêm ít năm nữa để chúng tôi trả bớt những món nợ dồn dập khi xây nhà mới, rồi mới an tâm ra đi, vì mạ tin khi đó chúng tôi mới có thể lo toan chuyện hậu sự cho mạ. Nhưng dù mạ đã cố hết sức, căn bệnh nghiệt ngã đã quật mạ quỵ hẳn, và mạ đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Mạ ơi, cũng như mạ của con, mạ đã hết lòng và sống với con không hề suy tính nề hà, chẳng hề khác máu tanh lòng, cùng với những người con mà mạ đã dứt ruột đẻ ra. Con khóc mạ, nhưng không giống như người kia. Thương chồng phải khóc mụ ra, ngẫm tôi với mụ có bà con chi. Đâu mạ, nước mắt nó cứ tự nhiên mà trào ra thôi. Và mạ biết không, cái ảnh thờ của mạ con đã nhờ phóng to gần bằng ảnh chú, và chọn khung ảnh cũng gần giống như của chú. Đoạn tang mạ rồi, chúng con sẽ rước mạ lên bàn thờ gia tiên và đặt mạ ở bên cạnh chú. Mạ đừng lo ngại, sẽ phải như bà nội ngày xưa mạ nhé. Nếu khi bà nội qua đời không có ảnh để thờ, và ngoài mạ ra không còn ai hương khói cúng quẩy cho bà nội, thì chúng con sẽ tiếp bước mạ lo cúng kỵ bà nội. Với mạ, chúng con sẽ suốt đời hương khói phụng thờ và sẽ không quên ngày kỵ dỗ. Mạ chồng tôi đã chọn đúng lúc chúng tôi đang quỳ trước bàn thờ Phật mới thỉnh về nhà, và thành tâm cầu an cho mạ để chút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện.
không còn nữa một kiếp gian truân nhọc nhằn, cũng chẳng còn những đau đớn vật vã trên giường bệnh. Vĩnh viễn mạ đã được giải thoát khỏi những hệ lụy dương trần mà mạ phải nặng nợ cưu mang, có thể từ rất nhiều kiếp trước. Khuôn mặt mạ vẫn dịu hiền nhân hậu, dù tấm thân đã héo khô, bắt đầu lạnh cứng. Và lúc chúng tôi tắm rửa, thay quần áo cho mạ để chuẩn bị đưa tiễn mạ đi, một chuyến đi không có ngày trở về. Giờ này mạ đã yên nghỉ trên đồi cạnh chú, dưới bóng mát của một cây dương liễu, một nơi an nghỉ đẹp và êm đềm. Mạ an tâm mạ nhé, đã có lời kinh Phật dẫn dìu từng bước mạ đi. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cõi vĩnh hằng, mạ ơi, con tin từ nay mạ có thể ngậm cười và vô cùng thanh thản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.